tọa lạc ngay trên tuyến đường Ngô Quyền, một trong những con đường sầm uất đắt giá nhất quận Sơn Trà, Đông Bắc thành phố. Dự án khu phố thương mại cao cấp lần đầu tiên xuất hiện ở Đà Nẵng, Ngô Quyền Shopping Street, một sản phẩm mới của đất xanh miền Trung. Mỗi căn shop house tích hợp không gian để ở và kinh doanh, được thiết kế đồng bộ theo mô hình nhà phố thông minh với tiêu chuẩn 5 sao. Những tiện ích được trang bị cho căn nhà có thể làm thay đổi thói quen thông thường theo hướng tiện nghi. Khi bạn chỉ cần lướt tay trên màn hình smartphone, các tính năng sẽ vận hành theo ý muốn. Chỉ với thao tác một chạm, chủ nhân căn nhà đã có thể điều khiển, giám sát tất cả các thiết bị theo mong muốn. Là một nhà phố, shop house, việc bố trí không gian sinh hoạt cho cả gia đình và từng thành viên sao cho thích ứng với cá tính và sở thích của mỗi người là một yêu cầu đòi hỏi sự sáng tạo dường như chưa có điểm dừng. Vì thế, những giải pháp cho vấn đề này cũng dường như vô tận. Ngoài ra, tất cả thiết bị bếp ở shop house Ngô Quyền được cung cấp từ thương hiệu hàng đầu Fagor nổi tiếng tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Nội thất được thiết kế tùy biến với mục đích sử dụng, dễ dàng chuyển đổi công năng nhằm tối ưu hóa diện tích. Các dòng sản phẩm thiết bị gia dụng đều được lựa chọn từ các thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Gạch nhập khẩu trực tiếp từ Ý, phụ kiện và đồ dùng Hafler, Fagor, Vravas, v.v. Bên cạnh việc thiết kế nhà ở gắn với không gian sống xanh, Shop House Ngô Quyền ứng dụng các giải pháp công nghệ đón đầu xu thế của tương lai để biến đổi ngôi nhà trở thành không gian tiện nghi và thông minh. Shop House Ngô Quyền chọn riêng cho mình một phong cách tối giản. Sự tối giản trong kiến trúc luôn biến hóa phù hợp với mỗi nhu cầu, mỗi phong cách và cá tính khác nhau của chủ nhân căn nhà. Không gian được thiết kế tối ưu với thiên nhiên, mang đến những cảm nhận thông thoáng và tự do nhất. Các không gian chức năng được liên kết một cách ưu việt, thông minh, mang lại nguồn không khí trong lành và cảm giác phóng khoáng vốn vẫn được tìm thấy ở không gian của những resort cao cấp. Ở hướng ngược lại, các không gian riêng tư được ấm cúng và gần gũi bởi sự bố trí hợp lý cùng nội thất sang trọng, đẳng cấp. Với Shop House Ngô Quyền, sự chuyển đổi bên trong và bên ngoài mỗi căn phòng thực sự là một trải nghiệm về riêng tư, thân mật và kết nối tự do. Những chiếc kệ cảm ứng nâng lên, hạ xuống với một cách chạm nhẹ là sản phẩm của Carini, chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu và Mỹ. Với sự chăm chút đến từng chi tiết, nhà ở thông minh kiểu mới Shop House Ngô Quyền hứa hẹn mang đến những giá trị thực tế nhất là tổ ấm thực sự cho mọi người. Để mỗi ngày bước ra, chỉ mong được sớm trở về nhà.